Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: thưa hiểu. Người bảo họ: bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, tin mừng của Chúa Nhật tuần trước cảnh báo cho chúng ta về thực tại khủng khiếp của hỏa ngục dành cho những kẻ làm điều gian ác, khi họ sẽ được quăng vào lò lửa và ở đó họ sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Còn nội dung của bài tin mừng của Chúa Nhật thứ 17 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta hướng lòng về những giá trị cao quý, vô giá của nước trời. Khi mà chúng ta vừa được nghe ba dụ ngôn của Đức Giêsu về vương quốc của Thiên Chúa, về cuộc sống của thiên đàng mai sau. Như chúng ta biết, giáo lý của Hội Thánh Công giáo dạy chúng ta rằng hỏa ngục không phải là một nơi địa lý thuộc một vùng đất nào đó, nhưng đó là tình trạng con người dứt khoát tự loại trừ khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa và các thánh. Thiên đàng cũng không phải là một nơi nào đó mà chúng ta có thể cư ngụ như ở trần gian này. Nhưng cũng theo giáo lý của Giáo hội Công giáo, đó chính là cuộc sống viên mãn, vì ta được hiệp thông trong sự sống và tình yêu với Thiên Chúa Ba Ngôi, với Đức Maria, các thánh và các thiên thần. Như vậy, thiên đàng chính là mục tiêu tối hậu và là sự hiện thực cầu nguyện và sự hữu thực cầu nguyện vọng sâu xa nhất của mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta đang tiến đi trên hành trình về quê trời, về quê hương vĩnh cửu, thiên đàng. Và trên hành trình này chúng ta có được diễm phúc nếm thử trước vinh quang của Thiên Chúa, vinh quang của thiên đàng qua chính con người Đức Giêsu, là Thiên Chúa làm người, khi chúng ta được đón nhận Ngài trong mỗi thánh lễ. Khi suy niệm về Đức Giêsu, các thánh giáo phụ thường đề cập Ngài như chính là vương quốc của Thiên Chúa, Oto Basilia. Vâng, Đức Giêsu chính là vương quốc nước trời. Như vậy, đi vào vương quốc của Thiên Chúa chính là đi vào một mối tương quan của Đức Giêsu. Điều đó có nghĩa rằng khi chúng ta ở với Ngài trong lời cầu nguyện, khi chúng ta kết hợp với Ngài trong bí tích thánh thể, thì chúng ta ở trong tình trạng hạnh phúc viên mãn. Vì khi đó chúng ta ở với Chúa, chúng ta ở trong thiên đàng.
Và đó chính là kho tàng quý giá nhất mà mỗi người chúng ta cần phải đạt tới. Dụ ngôn về chuyện kho báu được chôn trong ruộng, và khi có người tìm được đã bán tất cả gia tài để mua lấy thửa ruộng đó. Dụ ngôn về thương gia đi tìm ngọc quý, và khi tìm được, ông cũng đã làm hết sức có thể để sở hữu được viên ngọc ấy. Qua hai dụ ngôn này, Chúa muốn nói với chúng ta điều gì? Chúa Giêsu đang nói về giá trị vô giá của thiên đàng, của nước trời, mà một người sẵn sàng hy sinh tất cả để đạt được cho mình. Vậy mỗi người chúng ta ngồi đây là những Kitô hữu, liệu chúng ta có dám sẵn sàng hy sinh những gì chúng ta có giá trị về mặt vật chất xếp vào trong thế gian này để đạt được chính Chúa là cùng đích của đời chúng ta hay không? Chúa chính là kho tàng quý giá, không có gì có thể so sánh được. Vì có được Chúa, mỗi chúng ta, mỗi đời, cuộc đời chúng ta sẽ trở nên khác, đầy tràn hạnh phúc và sáng láng như Mô-xê trong Cựu Ước mà chúng ta đọc sách xuất hành chúng ta có thể thấy. Như đã thưa với mọi người ở trên, thiên đàng theo giáo lý giáo hội Công giáo là nơi có thật. Đó chính là Chúa Giêsu. Nơi đó chúng ta có được sự hiệp thông tình yêu với Thiên Chúa Ba Ngôi, với Đức Maria, với các thiên thần và các thánh. Và mỗi khi chúng ta cử hành thánh lễ như thế này, như chúng ta đang cử hành đây, thì Chúa hiện diện giữa chúng ta. Vậy có một câu hỏi như thế này: vậy mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta có chuẩn bị một cách nghiêm túc và xứng đáng hay không? Đây là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc. Vì thời đại ngày hôm nay, mỗi người chúng ta có thể nhận ra rằng rất nhiều người là Kitô hữu, người Công giáo, không có coi trọng, không nhận ra giá trị vô giá của thánh lễ Missa. Với họ, cuộc tham dự thánh lễ là một việc làm mất thời gian của họ, làm lỡ đi công việc riêng của họ. Chứ họ không nhận ra rằng đến với thánh lễ là đến với Chúa, đến gặp Đức Giêsu, chính là thiên đàng của mỗi tâm hồn con người chúng ta. Với lối suy nghĩ như vậy, sự hiểu biết như thế, thiên đàng là một điều gì đó rất gần với chúng ta. Ở trong Cựu Ước, chúng ta biết rằng ông Mô-xê chỉ cần đến lều hội ngộ là gặp được Chúa ở đó. Trong cuộc hiển dung với ba môn đệ trên núi Tabor, Thánh Phêrô đã xin Chúa cho dựng ba lều vì muốn được ở đó mãi mãi sau khi ông đã được diễm phúc nhìn thấy một phần vinh quang của Chúa qua cuộc hiển dung của Ngài. Mỗi người chúng ta cũng có cơ hội gặp Chúa nếu chúng ta đi tham dự thánh lễ mỗi ngày, mỗi Chủ nhật. Chúng ta không những được gặp Chúa mà còn được đón nhận lấy Ngài trong bí tích thánh thể. Quả thật đây là một điều rất quý giá, một điều không có gì có thể so sánh được. Vì trong thánh lễ này, xin Chúa giúp chúng ta nhận ra rằng mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta có cơ hội được gặp Chúa, được đón nhận Chúa vào trong tâm hồn chúng ta. Vì thánh lễ chính là kho tàng nước trời miễn phí dành cho tất cả mỗi người chúng ta. Và mỗi lần chúng ta đón nhận Chúa, đón nhận kho tàng nước trời ở chân giá này, được xem như là một bảo chứng trong kho tàng nước trời mai sau. Xin Chúa tiếp tục chúc lành và gìn giữ mỗi người chúng ta.